Chào mừng cả nhà mình đã trở lại video tiếp theo đi kinh Gia Làng Tây Nguyên nhá. Tiếp theo ngày hôm nay buổi sáng này thức dậy thì anh em mình sẽ ở đây bắt đầu di chuyển ra ngoài Phú Yên nhé cả nhà. Thì bây giờ buổi sáng thức dậy thì anh em mình sẽ vào pha một ít nước trà uống và một ít sâm ngọc linh ngâm mật ong uống và bắt đầu di chuyển nhá. Buổi sáng nay thì khi anh em mình thức dậy thì một ngày cuối cùng rồi thì chuẩn bị chia tay với Nha Trang rồi. Thì như thường lệ buổi sáng nào thì anh em mình cũng thức dậy và mình uống một ít mật ong pha với ngâm với sâm ngọc linh. Cái gì kêu nhỉ? Còi tàu anh ạ. Còi tàu à? Một miếng hay hai miếng, một thìa hay hai thìa từng này nước. Cho hai thìa đúng không? Hai thìa nhỉ? Hai thìa đi cho nó có đậm vị tí. Đấy, với lại lát sâm. Em rất thích ngậm cái lát sâm này. Em Tú hồi nãy có pha nóng chưa? Em pha rồi. Nóng lim sâm á? Em pha rồi. Đây cả nhà, đây là một cái lọ sâm ngọc linh ngâm với mật ong rừng nhé. Đây mình đã bỏ hết trong này kỹ càng rồi. Vì mọi người cần mua thì mình sẽ gửi nguyên cái hũ này cho mọi người sử dụng mỗi buổi sáng nhé. Đây anh uống cái đậm đặc hơn này. Okay. Người em béo hơn em uống cái. Anh vẫn thích cái đậm đặc hơn. Thì ít hơn. Tú bây giờ uống còn như này thôi hả? Đúng đấy. Để em lấy cái này nha. Cũng lợi phết nha. Cái củ sâm ngọc linh này thì mình đã thái lát và mình đã ngâm chung với mật ong rừng này cả nhà. Như cái sâm ngọc linh thì nó rất là quý hiếm, nhưng mà mình sẽ chọn những cái củ nào mà mình thu hoạch không may nó bị gãy á thì mình sẽ sắc lát bỏ vào đây. Một hũ như này là 350.000 thì mọi người ai cũng đều dùng được hết. Thôi chào buổi sáng cả nhà nhá. Đây là anh em mình ngồi đây, cái view nhìn đẹp quá nhỉ. Ngồi ra nhìn bên ngoài đẹp thật, bốn cảnh bên ngoài đẹp đấy, quá đẹp luôn. Anh em mình ngồi tầng này là tầng thứ 28 hả? Ở đâu 18? À, 18. 28 thì cao quá. Tầng 18 mà ngồi nhìn được khắp nơi luôn. Thôi mời cả nhà uống nước nhá. Hôm qua, đêm qua là anh em mình được chị chủ khách sạn là chuyển lên một cái phòng này, nó cao tí cho anh già làng. Hôm qua là quay phim mà bảo là ít được ở tầng cao. Đúng rồi. Cho nên là chị chuyển cho anh em lên ở tầng cao cho anh già làng được ngắm cảnh. Thế bây giờ mời anh già làng ra ngoài ngắm cảnh cho các bác xem tí ở bên ngoài. Đây cả nhà ơi. Ở đây ngắm cảnh một tí xíu nữa thì mình sẽ di chuyển về bên Phú Yên cả nhà. Cả nhà xem là những cái view đứng từ trên cao nhìn ra biển này. Và qua bên kia là Vinpearl. Ở chỗ đó là một cái hòn đảo và người ta sẽ đi cáp treo từ đây ra. Nếu mà người nào muốn đi cáp treo thì sẽ đi bằng cáp treo, còn không thì đi bằng cano hoặc là đi bằng tàu nhé. Ở bên đây là những cái tòa nhà rất là cao luôn. Hôm qua thì mình chỉ đứng ở đây mình nói là ước gì mình được lên trên này mình ở mình ngủ một đêm thì sướng biết mấy. Không ngờ lọt đến tay của chị chủ thì chị chủ đã cho mình lên đây ở luôn. Xung quanh đây rất là đẹp luôn cả nhà. Nhìn từ trên đây xuống sâu thăm thẳm luôn. Rồi, và bên kia là biển, người ta đang tắm ở bên đó rất là đông luôn rồi nha. Tầng này đã cao rồi, còn có tòa nhà kia còn cao hơn nữa. Biển buổi sáng nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Cái này thì để tí nữa ăn no xong em mới uống. Do là em pha ban đêm. À, hôm qua là nó một cốt ấy, nên là cái cốt này cốt 2 em sẽ rót ra tí nữa em mới đổ vào, anh hiểu không? Để cho nó đậm đặc. Đấy, vừa lấy em rót sạch nước ra đấy. Đây là cái khi mà mình ủ thôi mà nó nước cũng đã ra vàng khè này luôn đó cả nhà. Vì em nghĩ là sau khi ăn cơm mình uống là tốt nhất. Khi mà mình nấu không uống đói. Mình đun lên thì nó sẽ ra là nhiều hơn nhé. Đây là cái thương hiệu độc quyền bên Gia Làng Tây Nguyên nhé cả nhà. Cái lát to này phải các bác phải đun 1 lít nước uống trong ngày thì nó đỡ đắng. Còn nếu mà như Tú là cái lát đấy là nhỏ. Đây là bằng giao cho em Tú gói này luôn nhé. Đây em mua luôn rồi em chuyển tiền luôn nhá. Đấy chứ còn cho không lấy nữa. Loại nấm đây là nấm linh chi rừng đây cả nhà. Linh chi rừng đã được mình đi thu hoạch từ trong rừng rất là nhiều ngày làm trước rồi. Đảm bảo những mặt hàng bên mình cung cấp là những mặt hàng là chuẩn rừng nhé. Khuyến cáo cho bác là sau trước khi dùng ấy mình mang vào vòi nước là mình rửa sạch hết toàn bộ những cái xung quanh ấy đi. Đấy, rửa thân, rửa gốc, rửa rễ, rửa lấy mà kỹ càng hơn, mình kiếm một cái bàn chải đánh răng sạch. Đấy, mình mua cái về mình chải cho nó sạch, bắt đầu là mình bắt đầu bẻ vào
vào trong cái đấy rồi hoặc là cắt đi. Rồi sau đó là mình mới tráng qua, nếu mà giả sử như như điều kiện của Tú không có bàn chải để chải thì có thể là mình sẽ dùng nước nóng mình tráng qua một cái rồi mình ủ nó sẽ là được hơn. Đấy. Bì nó đây làm nửa ký thì dùng cũng được là khá là lâu đó cả nhà. Đây là những cái hình ảnh mà cái nấm rừng mình nhổ được ở trong rừng á, mình đã chụp lên đưa lên đây cho mọi người. Và công dụng và cách sử dụng đều có hết trong đây nhé. Buổi sáng như này là tràn ngập năng lượng, đấy, đầy đủ dưỡng chất. Sáng ra người ta nói uống mật ong này là cực kỳ tốt. Mà khỏe như anh em mình thì thôi, bây giờ là uống hết lọ này thôi là nghỉ. Chứ không nên uống nhiều quá, các bác lớn tuổi thì mới lên dùng sâm nhiều. Đối tượng nó là lớn tuổi, người bị bệnh, đấy, sức khỏe là không đảm bảo. Hoặc là đôi khi mình làm việc mà lao động gì đấy nó cường độ cao thì mình cũng nên sử dụng một lọ sâm như thế này để cho nó bồi bổ sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi. Như đợt này Tú đi thì cũng đi với những cái điều kiện thời tiết rất là nắng nóng, cho nên là may nhờ lên Tây Nguyên gặp được anh già làng là có cái hũ này, cho nên là sức khỏe nó đảm bảo. Đấy, có ngày uống nhớ uống, có ngày quên, nhưng mà chung quy lại là thanh niên khỏe này thì mình không cần thiết là uống liên tục như thế, vì mình đang khỏe mà, nên lâu lâu rồi mình uống cũng được, giống như thuốc bổ ấy. Thôi bây giờ anh em mình đi xuống dưới kia ăn sáng đi. Rồi, ok rồi, anh. Bắt đầu di chuyển. Lên đường xuống núi thôi. Rút thẻ ra cho tắt nhỉ? Dạ. Hình như cái thẻ đấy là anh Sư này. Bây giờ xuống phòng dưới rồi cả nhà. Chia tay với khách sạn thôi. Cầm cái này xuống trả cho người ta chứ nhỉ? Okay. Anh đóng cửa đi giúp em với. Giờ bắt đầu vô trong thang máy. Ở đây là tầng 18 luôn rồi nha. Wow. Hả? Cái túi, cái cặp của em. Cái vali. Xin lỗi quên. Ôi trời ơi. Trời ơi. Rồi đây. May quá nhận sự nhắc gì một cái vali. Rồi xuống dưới thôi. Đang thang máy đang ở dưới tầng 1 lên tới tầng 18 luôn. Thì anh em mình ở đây là khách sạn Crown Hotel của anh Tình và chị Thanh cả nhà. Thì sắp sửa đi rồi thì em cũng từ Tây Nguyên xuống thì cũng không có gì hơn. Đây là có một túi ba kích tím rừng Tây Nguyên. Em gửi tặng anh nhé. Rồi, mình xin cảm ơn. Ví dụ ba kích này mà dùng là cũng được đấy nhé. Rất là tốt luôn anh. Rất là tốt cái này mà. Bộ xương khớp anh hay vận động nhiều, đi lên xuống nhiều ấy. Vận động nhiều ấy. Cái này thường thường mình nghe thấy là ba kích là rất là lâu rồi. Em gửi hôm nay mới được nhìn là cái ba kích ký măng khô nhá. Thế này các em đến đây chơi được quý rồi, cứ tặng anh chị thế này. Thôi anh cũng chả biết thế nào hơn thì cũng nhận cái tấm lòng của em. Để cái ba kích này, cái này là về ngâm với rượu. Mình ngâm rượu ăn. Cái này có thể là mình nấu nước hay là ấy được không? Không, hay là cái này mình vẫn vừa ngâm rượu và vừa nấu nước uống hàng ngày đều được. Uống cái này thay trà đấy. Rồi, cái này là có thể là uống thay trà, tức là mình hãm hay là mình đun. Mình đun lên. Đun thì hết chắc ở trong đó thì nó tốt hơn. Rồi. Nên là mình sẽ đun lên đây, này trên này. Xin cảm ơn. Em đó lại cần tại là măng khô rừng Tây Nguyên. Măng khô rừng rất là ngon này. Măng khô rừng. Ở đây thì không thể có được đâu. Nếu ở Nha Trang thì không còn có mua ở chợ được cái này. Thì anh chị cũng cảm ơn các em. Đây. Cái măng khô này đã em được chọn lọc thu hoạch ở trong rừng ấy. Rồi em sấy khô rất là non. Đây cái ba kích chị dùng để trải nghiệm hương vị Tây Nguyên. Cái này là anh nghe thấy là ba kích này là dùng cho phái mạnh mình là rất là ok đúng không? Nên là người ta gọi là ba kích. Tức là phải gấp 3 lần, gấp 3 lần là pháo đại bác thì anh là em rất là vui đấy. Một người khỏe hai người vui. Ai đến kênh của Thanh Cao VTV và kênh của tất cả anh em thì kênh của già làng thì hãy mua sản phẩm của già làng về măng khô này và rất là tím. Nhiều sản phẩm các ba kích tím nấm linh chi rất là nhiều. Cũng nấm linh chi nữa. Đây thì nói chung là những cái này là ở rừng Tây Nguyên thì nói chung là mình cũng nghe thấy là có cái sâm ngọc linh. Cái đấy là cực kỳ là tốt. Mình đưa cho đấy thì hôm nọ là mình cũng tặng mình là
hai lọ sâm ngọc linh ngâm với lại mật ong, đúng không? Ừ, cái đấy là mình thấy là uống vào thấy người rất là thoải mái, nó khỏe khoắn lên. Vợ cứ bảo sao hôm nay anh nghỉ khỏe thế. Hôm nay sao dậy sớm thế đâu. Khán giả còn biết mà, khán giả còn bỏ vôi rồi đây thì anh Tình là chắc khỏe lắm. Buổi sáng chị pha, em khi vừa lấy em chưa ăn uống thì là em đun nước sôi lên, xong để cho nước nó nguội đi, mình chỉ uống hơi ấm ấm. Lấy cái thìa cà phê đi của trên khách sạn thì chị cho vào. Cho thêm lát ở nhà cũng khỏe. Rồi. Mấy hôm mà đi trên cái vùng nắng nóng này em dùng là có sức đề kháng khỏe. Đấy. Thì thôi mình cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn cảm ơn anh nhé. Cảm ơn chú nhiều. Thế thì anh em nếu mà có điều kiện mà cứ đi qua Nha Trang thì ghé lại chỗ mình nghỉ ngơi. Thì ở đây với mình thì cũng rất là thoải mái thôi. Thứ nhất là trên tinh thần nó phải thoải mái á. Cái thứ hai nữa là cái không gian với lại được cái khu vực đây là rất là gần biển. Gần nên là mình có thể là đi vài ba bước là ra tới biển để tắm thể dục thể thao, buổi sáng người ra đi thể dục thể thao xong còn đi tắm biển về thì nói chung là con người rất là sảng khoái, có một tinh thần rất là tốt để làm việc. Nói chung là em ở đây thì cũng được là đêm này đêm thứ năm rồi. Nhưng mà cảm thấy là cái khách sạn của anh chị thì nó là nó rất là đẹp và rất là cao nữa. Em từ lần đầu tiên lên tầm thượng như hôm qua đấy. Tức là bởi vì là chưa thưởng thức những cái chưa được lên cao như thế. Cao bao giờ đúng không? Hôm nay thì được lên tầng thứ 21 nhỉ. Thế mà nếu mà như vậy là lên ở vào thành phố Hồ Chí Minh mà phải lên tới tầng thứ 65 hay là 70 thì chắc là 81 thì chóng mặt đúng không? Em nhìn xuống hôm qua thấy em cũng gửi cả cái leo cho anh chị Thanh để ý như mọi khi em gửi đồ ấy thì chị để ý xong rồi lấy về pha uống xong bữa ăn cả cái leo này em nhờ vợ em gửi rồi mấy hôm nữa là chị nhận được để pha cho anh uống là cái men gan là đảm bảo. Em là đi mình năm nào đi hiến máu 1-2 lần rồi này lấy máu ra mà ra chị còn anh chị nhiều nhé. Thì anh em mình cũng phải là chia tay đúng không? Còn phải đi công việc, mỗi người một công việc. Thì thôi được rồi, các chú thì cứ qua đây là cứ lại chỗ hành. và qua cái video này thì mọi người ở xa, ở gần thì mọi người có đến khi mà đến với Nha Trang chơi á thì mọi người hãy đến với khách sạn Crown Hotel của anh chị Thân và Tình nhé. Số điện thoại đâu vậy? Đây. 0258 351 1999. Đây là số 19 đường Giả Tượng thành phố Nha Trang nhé mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Điện thoại của riêng của Thanh Cao thì là 0333 466 436. Tất cả các khán giả của Nha Trang thì hãy liên hệ cùng với số điện thoại đó thì mình sẽ giữ phòng lại cho khán giả trong mùa hè này. Qua kênh của Gia Làng Tây Nguyên thì qua kênh của Gia Làng Tây Nguyên này thì mình sẽ gửi lời chúc đến tất cả các quý vị và quý khán giả trên kênh Gia Làng Tây Nguyên luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Rồi tạm biệt anh chị nhá. Mời em lên đường đây. Cũng là tạm biệt. Anh nhá. Bye bye nhá. Xin anh. Bánh canh, bún cá, bún sứa, bún cua. Rồi bây giờ ăn sáng xong rồi đi mọi người ơi. Cho mấy tô bánh canh đi chị ơi. Rồi tô giống như đó đó. Tô giống như đây là bún riêu hả? Rồi cho em một tô bún riêu này đi. Rồi để hỏi mấy anh em kia đang gì đó. Bún riêu cho thêm miếng chả cá nữa ngon ấy. Rồi chả thập cẩm đi. Rồi, nhìn tô bún ngon nhỉ. Có quạt mát mát nhỉ. Ngon đấy, biết đường việc đấy. Sang một đi thôi. Đây, bún riêu nhìn ngon này. Rồi đấy. Rau sống nhìn cũng ngon mà, nhìn rau sống là... Không, cho em một bát riêu khôn như này nhá. Mua à? Bịt dân thì em ăn bịt dân. Bịt dân thôi. Mì Quảng thì nó như thế nào nhỉ? Mì Quảng là cái nào đó chị? Có mì Quảng không? Có mì Quảng Nha Trang luôn hả? Anh muốn ăn mì Quảng Nam, anh phải tới quán, ở đây là mì sứ của anh. Mì Nha Trang là cái đó hả? Thôi cái đó không ăn đâu. Bún đi, bún đi, bún riêu giữ ý ban đầu. Hai bát, ba bát bún riêu, anh ăn bún riêu à? Anh ăn này đúng không? Đúng rồi, riêu thập cẩm đầy đủ đi. Riêu thập cẩm đầy đủ đi. Ít nhiều rau.
sáng sau rồi anh em lên đường nha cả nhà. Nó ngon quá, chờ xin đi nữa đi em ơi. Đấy, rau hấp dẫn đấy. Ôi dồi, đây là chuyên cái gì nhỉ? Sở khoa sở thích của mình đây. Phụ kiện đi kèm toàn ớt, là ớt này. Cái đấy là ăn bún riêu phải có mấy món đấy. Có mắm tôm không? Phải có mắm tôm rồi chứ. Có. Đấy, đúng chính xác rồi đấy. Thích ăn cả mắm tôm cả đấy ạ. Rồi. Dâu đợt này ngắn rồi nhé, tự tin ăn mắm tôm rồi. Chứ đợt trước là dâu dài là không dám ăn đâu. Đây, tới rồi đấy. Ôi da, đấy, nhìn cái rượu này. Sao dạ chưa? Rượu này nhớ tới rượu ở trên đâu nhỉ, ăn cục rượu to đúng nhỉ? Ai có trước ăn trước đây em ơi. Vâng. Trước là nhân là đi rồi. Có lần mình được. Không hay cả. Mình nhỏ hết. Đây có hay cả. Có một bát không hay cả. Ngon quá. Ăn cái này nó với dân dã đúng chất địa phương với ngon. Này. Bây giờ đi ra nhà hàng ven biển thì ăn họ cũng nấu như này chứ nấu có hơn đâu. Chẳng qua là hơn là cái view. Đi dùng đi xuống hiểu rồi. Ngon chưa? View này, view hấp dẫn chưa này? View. Nhà nha. Đây cả nhà nhá. Ngủ chưa anh? Xuống hiểu dùng cái. Vâng. Rồi. Nhà mời cả nhà ăn sáng nha. Ai có trước dùng trước nhá. Dùng đồ dùng là nhanh rồi còn đi nhá. Cho anh ít món tôm em ơi. Cho anh ít món tôm đi. Ngon nhờ. Ngon đấy. Cái này phải nhúng rau vào luôn từ đầu. Đúng rồi, nó nguội. Cho nó nguội nước và hai nữa là rau nó cũng. Cho anh món tôm đi em. Trụng luôn. Món tôm đâu? Ở đây. Đó. Cái này thích ăn mắm tôm nhỉ? Ở đâu thích ăn mắm tôm nhỉ? Rêu là phải có mắm tôm. Đấy, thêm cái vị vô nó mới ngon. Thơm thế. Ớt hiểm của Gia Lăng nhá. Uống rượu là phải có mắm tôm. Bạn ơi, cho mình order thêm một đĩa rau với. Thêm một đĩa rau. Ngon. Úi, nhìn ăn rau đã. Ăn nhiều rau mát. Úi, em sợ ăn miếng chả cá này. Tươi thế. Ngon lắm. Có anh gọi đấy. Đâu? Trước mà. 5 bát mà. 5 bát? 5 bát, 1 bát không hành mà. Ngon quá. Quên cái mất nghệ nhân của anh là bây giờ. Thế không hát được cái. Hấp dẫn nhỉ? Đấy, giờ Tú ngồi làm quay Canada cho anh già làng tí để anh ăn cho nó hấp dẫn. Úi. Ở đây người ta nấu ăn cái gia vị nó vừa ăn này. Ừ. Có một chút vị mặn ngon đấy. Ăn ít ngọt thì ăn dễ. Chứ còn ăn mà nhiều ngọt quá. Ở ngoài kia vào em không quen cần bị đầy bụng nữa. Ngọt quá. Đây rồi. Hai. Em không ăn. Nóng. Thiếu cả cái tóc. Cóc dựng ngược lên này như mời các anh nhá, mời các bác, mời cả nhà. Nè, thêm tí rau nữa nhỉ. Một mắm tôm nữa. Nó ngậy đấy. Em là em không ăn được mắm tôm, à, ăn được thì chắc chắn là rất là ngon. Em là ăn mắm tôm ấy thôi, anh ăn đi, em quay cho. Quay cho. Ăn đi. Mắm tôm có thơm. Và... em không thể nào cho mắm tôm vào tất cả các loại thức ăn được. Mà nó giống như là thói quen đấy. Hầu như em chỉ nấu chín thôi mà ăn.
trước khi ăn mắm tôm mà nó sống không quen. Mà thực ra là nếu mà ăn mắm tôm thường thấy người ta đánh lên tí chanh ấy là nó thơm hơn. Ăn trực tiếp này. Họ đun sôi dầu ấy. À, thực ra là cho vào cái bát này nó cũng gọi là được 8 rồi, chưa chín là được 8 rồi. Đấy, anh Sự ăn gần hết đi kìa. Ngon đúng không? Bún riêu ngon. Riêu cua này. Đấy, cuộc thi ăn nhanh thì anh Sự là đạt giải nhất luôn. Đúng hết rồi. Ừ, từ hai nhỉ. Giải Olympic. Này đúng cái khẩu vị của quân Sự đúng không? Ngon đúng không? Ăn cơm ở nhai, mọi việc đều nhờ dạ dày hết. Thực ra là cái người làm cái công việc mà lái xe lâu năm ấy là nó có cái thói quen như vậy. Ăn rất là nhanh. Tú cũng là một cái người mà trong cái nghề lái xe nên là hiểu. Đấy, nhiều khi mình quay phim lên toàn là bị mọi người nói mình như kiểu ăn chết đói chết khát. Nhưng mà thực ra là cái người lái xe là họ hay bị vội. Thời gian này, công việc ví dụ như chủ hàng hối thúc hay như anh Sự lái xe khách là lo chạy cho kịp giờ này. Đấy. Cho nên nhiều người khi vào thấy bữa ăn ấy mình tập trung ăn quá là nhiều khi người ta tưởng mình là ham ăn, nhưng mà thực ra đấy là cái thói quen này. Chạy xe lâu năm nó thành thói quen ăn uống như thế rồi. À, bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp rồi. Là bệnh nghề nghiệp. Chứ không có phải là muốn ăn nhanh như đâu. Rồi, mời Tú dùng đi. Ở đấy. Ngon, này, cái riêu này. Cho thêm miếng mắm tôm nữa vào Tú ơi. Em bây giờ chỉ đề xuất mà cho thêm tí riêu được thì tốt. Riêu à? Ừ. Vậy cho em xin miếng riêu nữa đồng chí ơi. Cái riêu này, cho thêm riêu, tính tiền thêm. Cho xem riêu đi. Ngon, riêu ngon. Ở đây có cả bánh đa cua kìa. Bánh đa cua, chủ quán này là người Hải Phòng hay sao? Thêm. Cho thêm riêu. Thêm riêu. Cho thêm một đĩa rau nữa. Tí có làm tí riêu nữa không? Dạ em đủ rồi. Riêu ngon mà. Cho thêm một đĩa rau nữa kìa. Rau thôi em không ăn nữa đâu. Ngon. Cũng là tô bún riêu chất lượng đấy. Ăn này cảm giác nó thanh đạm, nó nhẹ nhàng, cũng tức bụng. Sáng ra mà quất nhiều quá, tức bụng. Cái riêu cua rất là thơm luôn đấy. Thơm thì anh làm tí đi. Đấy. Đấy cũng được. Ủa, ngon quá. Ăn riêu nó nhiều canxi, cứng xương, ngon đấy. Thôi, no đấy, đủ rồi. Anh em mình tí đi kiếm quán cà phê view biển nào. Làm mấy ly cho nó phấn khởi nhá. Ăn uống xong anh em mình đi tìm một quán cà phê để ngồi cho thoải mái đầu óc tí rồi bắt đầu lên đường rồi nha. Hôm nay hành trình tiếp tục là đi về Phú Yên. Phú Yên. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, bà kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất. Đảm bảo an toàn chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website: gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline: 0328058111, 0328058111.
0983333. Già làng Tây Nguyên cùng bạn kết nối thành công.